Hello các bác nhé, chào mừng các bác trở lại kênh ChaiLPT Nhật Đức nhé. Hôm nay mình lại review cận cảnh cho các bác ngắm một chiếc QKR 270 đời phiên bản 2020. Đấy, chiếc xe của anh Chiến. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đập vào mắt mình ngay đầu tiên, nổi bật nhất các bác nhìn, mình biết là bên ngoài mình nhìn nổi bật nhất là cái gì không các bác? Nổi bật nhất đó chính là đôi còi các bác nhá. Đó, đôi còi của anh Chiến này nói là quá nổi bật luôn. Anh em đi từ xa thì có thể nhìn thấy đôi còi này, nó như một chiến binh của đầu ngao ấy. Đầu như kiểu đầu ngao các bác. Anh làm hai quả còi nổi bật quá. Đấy, nét đẹp rồi được phô ra bên ngoài thôi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, phô ra bên ngoài luôn. Đấy, anh chế rất cẩn thận luôn. Đấy, đây, được thôi, được làm anh chạy bên trong đây. Đấy, đây phải nói là cũng là một tuyệt phẩm đấy các bác ạ. Phải nói là anh ấy đầu tư con xe này, mình phải nói về kinh tế cũng như là độ tỉ mỉ chơi xe phải có tầm đấy các bác. Đôi mắt thẩm mỹ của bác ấy cũng phải nói là có tầm đấy, không phải đơn giản đâu. Vì mình cũng nhìn rất là nhiều xe rồi, anh em mỗi người một nét đẹp, nhưng mà với những chiếc xe mà mang phong cách đậm, phong cách kiểu pro như này thì bác đã trải qua rất là nhiều đời xe rồi, chứ không phải là một đời xe này đâu. Anh ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ các bác nhé. Đây, câu lạc bộ anh em yêu thích đấy là người Tổ quốc này. Đấy, GTG này, lấy tí mình sẽ cho anh em khám phá trong cabin. Đấy, hiện tại mình đang review cho các bác bên ngoài thôi, đấy các bác thấy không? Quả đèn mi của anh ấy phải nói là siêu phẩm luôn, quá đẹp luôn. Với những quả đèn mắt bi to này thì anh em phải chấp nhận các bác nhé, phải chấp nhận là bóc pha, bóc mặt pha ra xong để đưa cái đèn mi này vào trong. Đấy, tí mình sẽ hỏi anh em xem chạy buổi tối như nào. Rồi đây là lại một tuyệt tác nữa. Đấy, phải nói là xe của anh Chiến gọi là tuyệt tác đấy, quá đẹp luôn. Có cho anh còi không? Có, bác thử anh vẫn. Đây, hôm nay mình sẽ lại cho anh nghe tiếng còi luôn nhá. Đã nghe cho sướng tay luôn nhá. Ok, anh em chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Bắn đi em. Giá tay biết nhỉ? Có lẽ bắn giá tay thật, sợ. Giá tay lắm. Sợ kinh người luôn. Đó, anh em thấy không? Rất là hầm lồ hầm lố luôn. Cực kỳ đập vào mắt mình ngay đầu tiên bác ấy đến phát là mình đã nhìn thấy cái đôi còi bác ấy chế quả quá hầm lố rồi. Thật ra thì thế như này thì nó cũng rất là đẹp đấy, nhưng mà chỉ sợ là mấy bác giao thông thay mới vào rồi. Đấy, rồi bật trên đầu xe các bác nhìn thấy không, anh ấy design phong cách cản là bắt đầu sốc theo kiểu dần di. Đấy, và đập vào đôi mắt đó là đôi mắt phải nói là đôi mắt quá tuyệt vời luôn. Cái bài này bây giờ đang chuộng anh em ạ, vì xe tải bây giờ đang không được cơi nới đèn, anh ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ các bác nhá, rất nhiều câu lạc bộ luôn. Đấy, limousine. Rồi, sau đây cho anh em ngắm lại bên phía cạnh toàn cảnh bên ngoài nhá. Sẽ có tí mình sẽ cho các bác ngắm cái phía bên trong xe nhé các bác nhá. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đây, cái phiên bản 2020 thì cái tay gương nó rất là khó chịu, nó sẽ bị khuất rất là nhiều thứ. Thế nên ra là hôm nay anh Chiến sẽ qua đổi cái gương của thằng Isuzu to để cho nó bám sát lên nhìn luôn. Anh Chiến cứ đi, anh Chiến lắp thử vào nhìn thử gương luôn thì mới biết được. Cho anh cái loại gương mà nó không phải lương liền này đâu, mà nó một cái thớt trên một cái thớt dưới. À, đó. Gương kia, cái gương giống như này, nhưng mà gương hai mảnh, gương mảnh trên mảnh dưới. Trên mảnh dưới của Hino ấy. Cái gương ở trên dưới ấy. Một cái thớt to ở trên. Em biết rồi, nó có một gương bé ở dưới đúng không anh? Để anh đá nhìn được về dưới đúng không anh? Rồi em hiểu rồi. Cái gương ở nó gu lên đấy chúng ơi, 3.6 ấy. Cái này thì bao tiền nhỉ? Đâu anh, cái đấy là hơn 600 anh ạ. Anh Chiến đã thử một đường đẹp đấy, hợp với anh ạ. Bắn rồi, em bắn hai xe rồi. Cái của mình là YouTube là gì? Của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Tên là gì cơ? Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Đúng rồi. Chắc anh Chiến cũng xem rồi nhỉ? Hay anh xem được trên Facebook à? Đâu Anh gì giới thiệu anh? Thành Isuzu. À, Thành Isuzu giới thiệu anh. À, thôi rồi, em cảm ơn anh. Bạn nhớ subscribe nhá và anh em chia sẻ nhá. ủng hộ kênh luôn hả? Đấy, anh em có gì rất là vui luôn. Anh yêu anh Thành nhá, giới thiệu anh Chiến qua cửa hàng em. Đó, thì đấy, anh em nhìn thấy không? Bác ấy đội đôi mắt rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn qua chiếc xe của bác ấy thùng bệ rất đẹp rồi đấy. Mình sẽ cho anh em nhìn qua cái lỗ thất cabin nhá, để khám phá cái lỗ thất cabin bên trong xe nhá. Nào, 3, 2, 1, anh em cùng khám phá chưa? Đây đôi của ông các bác nhá, ông trắng bây giờ. Rồi, cho anh em cảm nhận khá ạ. 3, 2, 1. Rồi, hello, tuyệt vời luôn. Đây, xe của anh chế bên trong cabin thì rất nhiều. Đây, anh chế cái màn hình rất là hay luôn.
Đây, anh chế màn hình anh lại không đặt vào khuyết mà anh lại cho lòi ra bên ngoài. Con này là 7 in các bạn. Đấy, ra lòi bên ngoài. Đấy, ISO thì hôm nọ anh gì mình quên tên mất rồi. Mình nhìn Facebook mình phải nhớ đó. Anh chế ở trên này thì anh chế thế này. Đấy, anh chế anh phong thủy các bác nhá. Đây là gọi là bùa may mắn hay sao ấy. Đấy, bác bọc ra rồi. Đấy, trong cabin thì anh dán vân carbon để cho chống xước. Đấy, tí mình hỏi bác trong cabin bác có độ hay hay không thì mình biết được. Vì nhiều anh em độ có những cái bài người ta độ dấu ký đấy, ví dụ như là loa súp hay là loa check hay là những cái gì đấy nó rất là hay, nhưng mà người ta không độ lộ ra bên ngoài, người ta muốn ghét nó bên trong. Đấy, tí mình sẽ hỏi bác xem có hay không. Rồi, rất là hay luôn anh em nhá. Đúng rồi anh, chuẩn đấy anh ạ, đó đấy. Đấy, nhưng em sợ nó to không anh? Lắp tử đi anh. À, chạm anh chế đã, chạm. Đi chạm đây rồi. Đi chạm về góc vừa nhận. Chạm anh ạ. Anh đặt vào đây thôi, cái này anh đặt. Anh đã úp vào đây rồi. Chạm anh ạ. Chạm rồi, không được. Con này chỉ vừa với con tay gương đời 2018 thôi. Anh muốn nhìn được góc nào? Hoặc anh cho thêm hai con gương bé vào đây này. Đó. Lấy cái gương kia vậy. Đấy, xe của anh rất đẹp luôn các bác nhá. Rồi sau đây mình sẽ bật cho các bác nhìn cái pha đèn xe nó có sáng không nhá. Nhìn xe quá nổi luôn. Đấy, bật cho các bác xem cái pha đèn luôn này. Đây, anh chế đây hơi này các bác này. Đấy, anh chế cái đồng hơi. Đấy, rất hay luôn. Toàn cảnh Isuzu QKR 270. Đấy. Rồi mình sẽ bật pha cho anh em nhìn rồi nhá. Rất hay luôn. Rồi, sau đây cho các bác thắm qua phía đằng sau xe của anh nhá. Chiến nhá. Đấy, đây, các bác nhìn không? Rất là đẹp luôn. Đây, toàn cảnh trước đầu đi xe của anh Chiến đây. Mình lướt qua cho anh em xem thôi. Không, anh Chiến bắt vào đây chứ. Vị trí này anh. Đấy, vâng, vị trí này. Đây. Nhưng anh phải bỏ mấy cái này ra anh mới xem được. Còn bắn trên này thì bắn trên này em sợ cao quá. Bắn này em sợ cao quá. Nhìn nó xấu đúng không? Vâng, xấu. Không, bắn trên nóc kia, xéo xuống đâu. Không, trên nóc này anh. Trung ơi, Trung thử lấy cái cao cho bác Chiến vịn qua thế nào, Trung. Trung ơi, thử lấy cái cao cho anh Chiến nhìn qua nào. Xoay lại chiều gương cho bác nhìn qua trên nóc, bác cứ bắn trên nóc xuống. Chỗ này thì thứ nhất là nó nhiều thịt anh ạ. Nó nhiều thịt, mình bắn nó chuẩn. Còn trên kia thì em chưa bắn được nào. Đúng rồi anh ạ, đấy chuẩn bài anh ạ. Đấy, chuẩn bị cho bác, cho bác Chiến bác lên xe ngồi nhìn. Cái này... Đấy, tôi trên 400 võ trí công, ô tô Pro. Vâng, thế tổng đôi pha này là 8 triệu đúng không anh? 8 triệu. Kinh thật. Riêng cái mặt quỷ, đây còn mặt quỷ gì anh? Cái vòng vòng này còn. Vòng thiên thần. À, vòng thiên thần này hết đấy nhỉ. Đấy, chia sẻ. À, xin nhan luôn. Xin nhan luôn các bác ạ, rất hay luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ở trong xe anh lộ cái gì đó, nó đặc biệt không anh? Luôn, nội thất như cái sạc hết. Nhưng mà màn hình thì kém, màn hình bình thường. Đấy. À, anh phủ hết da nhá. Trong cabin còn độ gì đặc biệt không em? À, phủ hết da luôn. Cách âm các kiểu. Cách âm đấy à? Cách âm hết luôn. Cái âm là chống giảm chống ồn đấy à? Là cái gì ạ? Cái thế này có cái âm đúng không? Có cái âm hết rồi. Cái âm bằng cái gì anh nhỉ? Cái anh Chiến nhỉ? Cao su non. À, cao su non, full hết cao su non này anh. Cái cả đằng sau này là thêm một cái đôi loa bát rồi. À, đôi trầm trầm, à đôi trống. Đây. À, súp. À, rồi rất đây, hay đúng. Đấy. Rất là nhiều thứ hay anh em nhé. Đấy, mình đã bảo rồi là trong cabin anh em thường thường độ rất hay giấu. Vì thứ nhất là giấu đi thì không mất diện tích. Thứ hai là trong cabin thì thường thường là không độ lộ ra bên ngoài. Đấy, hôm nay mình đây đang cận cảnh bắt anh Chiến cái tay gương cầu các bác nhá. Đó, chiếc xe đặc biệt của anh Chiến luôn, độ rất nhiều thứ. Đấy, mai kia bác đi lên cái cảng, bác có dịp chạy qua đây mua đồ mình lại review tiếp anh em xem nhá. Đấy, rất nhiều thứ hay luôn. Đấy, khi bật xi nhan thì đôi vòng mắt quỷ nó sẽ nháy theo này. Buổi tối nó mới đẹp các bác ạ, chứ buổi ngày thì anh em nhìn nó không lộ ra được cái vẻ đẹp tinh khiết của nó đâu. Nhưng phải nói là chiếc xe này thì đỗ phát được nhà mình thì mình đã nhìn thấy xe anh Chiến mình đã thấy đẹp rồi. Chẳng phải review ngay cho anh em xem.
rất hay luôn, rất nhiều thứ hay. Đấy, mình còn chưa hỏi bác xem còn cái gì hay hay được không. Đấy, đây đang soi cái bình hơi cho anh em. Đấy, ok chưa, chắn bùn chắn biếc đây, khóa thùng đồ ghề anh rất cẩn thận này, chơi khóa vân số luôn, quá đẹp luôn. Đây, còn đây đang cận cảnh bắt cái tay gương cầu các bác nhá. Đấy, gương cầu thì cũng như mọi lần thôi, anh em bôi keo vào cho mình. Đấy, anh em bôi keo vào. Xong rồi chúng ta khoan ở cái vị trí ấy, một đốt ngón tay từ phía bắt đầu ôm gió lên các bác nhá. Rồi bàn dưới đi chút, bàn dưới đi. Ok. Quá đẹp luôn. Tay gương cầu đấy, anh em cứ cho mình một đốt ngón tay nhá, một đốt ngón tay từ phía này lên này, mình sẽ chéo vào trong rong một tí các bác nhá, trong cái rong đen này một tí thôi, chứ không bắn ra mép ngoài này, mép này thì nó không có ôm, chấp nhận vào trong rong. Đấy, đó là cái vị trí của tay gương cầu QKR 270 230. Chữ Isuzu kia là cắt ở Bắc Ninh này, phải quang đấy, chứ vâng, không phải cắt thường đâu. Đúng rồi, thì đã xong cái tay gương cầu các bác nhá, rất đơn giản luôn. Đấy, cái xe của anh quá đẹp luôn. Nhìn từ xa đã thấy nổi rồi. Nhất là đôi còi như đầu ngao anh ạ. Nhìn như đầu ngao Mỹ chạy. Ô, thì còn chạy ngoài đường mấy ông xe tải nhìn đấy. Còi nhé đẹp là xạ lên chào nhau mà cười. Ok, quá tuyệt vời luôn anh. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Có gì anh chiến đấu em nhá. Khi nào lên xong đồ lại qua em. Xem em lại review cho các bác xem. Xe rất là đẹp luôn. Xe anh Chiến đi lên hết đồ nhá. Thank you em nhá. Thank you em. Ok, thank you anh Chiến rất là nhiều luôn. Đấy, xe anh Chiến rất là đẹp. Mà qua chia sẻ thì bác Chiến cũng đã tâm sự là bác ý mua hết đồ rồi, sắm hết đồ rồi. Nhưng mà vấn đề là chưa có thời gian để lên xe thôi, mua hết ở nhà rồi. Đó, anh em có gì ủng hộ mình nhá. Đấy, có gì anh em nhớ ủng hộ và điện thoại cho mình theo số điện thoại là 09788-23083 09788-23038 và 02438616426. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh Chiến rất là nhiều nhá. Tác phẩm của bác ấy cũng phải nói là quá đẹp luôn. Đôi còi bác ấy độ phải nói là nó quá hầm ngố luôn. Để cho các bác nhìn cái cảnh xe nó bon bon này, xe rất là đẹp luôn. Từ xa nó lồi rồi. Đó, ok cho các bác. Rồi, thank you anh Chiến nhá. Em cảm ơn anh.